Sữa Alpha Lipid Lifeline là dòng sữa được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand với công nghệ độc quyền Alpha Lipid. Do đó, nó chỉ phát huy hết công dụng đặc biệt của mình khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm sữa non đúng cách. Nếu như chúng ta sử dụng sữa Alpha Lipid Lifeline sai cách, sẽ gây ra những tác hại khác nhau. Thứ nhất, dùng sữa Alpha Lipid Lifeline không đúng liều lượng. Đối với một người khỏe mạnh, thông thường chúng ta chỉ dùng tối đa 1,5 muỗng, tương đương với 16 gram bột sữa cho một ngày. Việc khách hàng quá nôn nóng sử dụng sản phẩm nhiều hơn khuyến nghị không mang lại hiệu quả do cơ thể của chúng ta không hấp thụ hết, gây ra lãng phí. Đối với liều lượng như trên, chi phí cho mỗi người sử dụng là 47.000 trên ngày. Dùng quá nhiều không những gây ra lãng phí mà còn gây ra một số triệu chứng như đầy bụng, đi ngoài do sữa không được hấp thụ hết. Thứ hai, tác hại của sữa Alpha Lipid khi pha không đúng công thức. Theo hướng dẫn từ công ty Niumey tại New Zealand, 1,5 muỗng sữa được pha với chính xác là 150ml nước. Việc pha theo tỷ lệ sữa và nước càng chính xác thì việc kích hoạt công nghệ Alpha Lipid càng trở nên hiệu quả. Sữa Alpha Lipid sẽ không bị đặc quá hoặc loãng quá, sẽ giúp bảo toàn các thành phần quý giá trong sữa tốt hơn, tăng khả năng hấp thụ vào cơ thể. Việc pha sữa Alpha Lipid không đúng tỷ lệ làm giảm khả năng hấp thụ, một số thành phần bị phân hủy trong dạ dày, dẫn tới hiệu quả dùng sữa không cao. Thứ ba, tác hại của sữa Alpha Lipid khi pha với nước nóng. Khuyến cáo đặc biệt cho khách hàng là sữa Alpha Lipid chỉ pha với nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội ở nhiệt độ thường khoảng 30 độ C. Không giống như những sản phẩm sữa thông thường khác, tuyệt đối không pha sữa Alpha Lipid với nước nóng. Nước nóng sẽ làm hỏng một số thành phần của sữa, lợi khuẩn và kháng thể trong sữa sẽ bị biến đổi, làm giảm hiệu quả của sữa, cũng như tạo ra những chất không có lợi cho sức khỏe. Thứ tư, khách hàng không lắc sữa Alpha Lipid khi pha. Nhiều khách hàng của Niumey đã không lắc sữa khi pha mà dùng muỗng để quấy. Nếu sữa Alpha Lipid Lifeline không được lắc đều trước khi sử dụng, công nghệ Alpha Lipid không được kích hoạt, thì tỷ lệ hấp thụ sữa vào cơ thể chỉ đạt rất thấp, khoảng 30% so với 95% nếu như pha đúng cách. Để có thể phát huy hết tác dụng đặc biệt của sản phẩm sữa Alpha Lipid, đòi hỏi người tiêu dùng phải biết cách bảo quản sữa Alpha Lipid Lifeline. Việc bảo quản đúng cách sẽ làm giảm đi những tác hại của sữa Alpha Lipid không đáng có. Cần bảo quản sữa Alpha Lipid ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ vừa phải. Tránh xa ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm sữa Alpha Lipid. Không để sữa Alpha Lipid trong tủ lạnh vì nó sẽ tạo điều kiện để cho các vi khuẩn xâm nhập gây hại. Đậy kín nắp sản phẩm sau mỗi lần sử dụng. Khi pha sữa Alpha Lipid phải dùng ngay và không nên để quá lâu. Kính mong quý khách hàng của Niumey Việt Nam hãy tìm hiểu và sử dụng sản phẩm một cách chính xác nhất để tránh những tác hại không đáng có khi sử dụng sữa Alpha Lipid Lifeline. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu quý vị cần tư vấn thêm về sản phẩm, vui lòng để lại comment bình luận bên dưới hoặc gọi số hotline 038 242 6583 của Chăm sóc sức khỏe chủ động. Chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị cũng đừng quên like và nhấn chuông đăng ký kênh để đón xem nhiều video hữu ích mới nhất trên kênh Chăm sóc sức khỏe chủ động. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.